Ủy ban nhân dân quận 12 thành phố Hồ Chí Minh vừa đình chỉ hoạt động 12 tháng đối với mái ấm tình thương Quan Âm do vi phạm trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em. Đồng thời đã có văn bản gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc đề nghị hỗ trợ tiếp nhận trẻ em của mái ấm này. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân quận 12 liên quan đến vụ việc hai người mẹ trình báo không gặp được con sau khi gửi ở mái ấm tình thương Quan Âm. Đêm ngày 24 tháng 10, cơ sở đã đưa hai trẻ về lại mái ấm tình thương để người thân thăm gặp. Tối ngày 25 tháng 10, các cơ quan chức năng đã liên lạc làm thủ tục bàn giao hai trẻ cho hai bà mẹ để chăm sóc. Trước khi xảy ra vụ việc, máy ấm tình thương quan âm được Ủy ban nhân dân quận 12, Sở Lao động Thương binh và Xã hội kiểm tra, ghi nhận số lượng 33 trên 33 trẻ không có mặt của hai trẻ kể trên. Đoàn kiểm tra của quận và thành phố đề nghị khắc phục những mặt còn hạn chế như tiếp tục hoàn thiện hồ sơ lao động, hồ sơ quản lý trẻ, an toàn vệ sinh thực phẩm. Hiện các cơ quan chức năng của quận, công an quận 12 thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục xác minh kiểm tra để làm rõ vụ việc.